Ở vòng thi thứ hai, 4 thí sinh sẽ phải vượt qua một chướng ngại vật của chương trình. Có 8 từ hàng ngang, cũng chính là 8 gợi ý liên quan đến chướng ngại vật đó. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang, thí sinh được tối đa 15 điểm. Ngoài ra, một góc của hình ảnh tương ứng với số ô hàng ngang cũng được mở ra. Thí sinh có thể bấm chuông trả lời chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Thí sinh trả lời đúng chướng ngại vật trước khi bắt đầu từ hàng ngang thứ ba được 80 điểm. Thí sinh trả lời đúng chướng ngại vật trước gợi ý cuối cùng của chương trình được 40 điểm. Thí sinh trả lời sau gợi ý cuối cùng của chương trình chỉ được 20 điểm. Nếu trả lời sai chướng ngại vật, thí sinh sẽ bị loại khỏi phần chơi này.